Rồi, xin chào tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Thì như cái thông báo trước cái clip trước thì em cũng có về được một em lọc xì thương hiệu Mỹ ADC và có model là 315X nhá. Đấy, máy rất là đẹp và zin nguyên bản. Thì em cũng cố gắng thì trong cái thời gian vừa này em đang rất là bận với công việc sửa chữa của anh em. Đấy, anh em nhìn này, máy móc của anh em gửi đến cho em sửa rất là nhiều. Đấy. Nên là cái công việc lên clip trong cái thời gian vừa rồi là em rất là hạn chế vì là công việc nó bận quá. Còn tất cả các cái thiết bị audio, đặc biệt là lọc xì, thì bên em vẫn đang rất là sẵn hàng và full các model để gửi đến cho anh em. Đấy, chỉ có điều là về thì bọn em không kịp làm cũng như là giới thiệu đến cho anh em vì là công việc nó khá là bận, nên là hôm nay em tranh thủ em dọn một em ADC, chỉ có duy nhất một em này thôi, và máy rất là đẹp với phân khúc tầm trung khá để gửi đến cho anh em. Nếu như anh em nào mà còn nhu cầu và có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ với bên em nhé. Đấy, máy thì rất là đẹp và zin, em cũng đã tháo sẵn nóc ra rồi để cho anh em nhìn. Còn nóc thì nó đây, em này lóc thì về bị xếp cọ vào thì có một chút xước ở trên nóc, còn máy móc thì góc cạnh rất ok và đèn đều sáng rất là đều như anh em nhìn nhé. Giá của các em này thì bây giờ bắt đầu là có cái sự biến đổi dao động rồi. Đấy, thì em cũng nói luôn, trước đây thì em vẫn đang bán sản phẩm này là 8,5 triệu, nhưng mà vì trong Tết này còn đúng một em thôi và em vẫn bán nguyên cái giá cũ, còn đến sang năm sau thì chắc chắn là phải điều chỉnh giá. Điều đặc biệt của em này nữa đó chính là về được cái phiên bản là đa cầu điện anh em nhé. Đấy, em này chỉ hơi tiếc một chút là bị mất cái tem seri của nó đi, đây là tem giấy nên là anh em lau chùi là bị bợt ra thôi, còn tất cả các cái sản phẩm đều đảm bảo zin. Em này thì đa cầu điện nhé. Đấy, zin lớp vỉ, hai vỉ. Em này thì có hai loại vỉ, một loại vỉ nhỏ, loại vỉ to. Em này vỉ lớn sản xuất tại Nhật nhé. Máy chạy đa cầu điện công suất 20W, kích thước ngang là 43.5. nếu như anh em nào mà quan tâm hãy nhanh tay liên hệ với em qua số điện thoại em đang để trên bài, giá là 8,500,000. Bao ship cho anh em chuyển khoản đủ nhé, em chỉ ship code có cọc đến hết ngày 22 âm lịch nhé. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ giúp em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Chào anh em.